Xin chào các bạn đến với kênh âm nhạc của Nguyễn Trung Thiện. Hãy ủng hộ và đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục thì mình sẽ làm clip về hướng dẫn trống cho những anh em ở xa chưa biết, mới tập. Và có những anh em đã thực hành rồi nhưng còn như bị hoang mang chưa biết là ủa cái nào đúng cái nào sai. Thì hôm nay mình sẽ làm clip đánh bài trống kinh thiên thiết giá. Đây trên tay của mình là một cái cuốn bản, đây là tài liệu hướng dẫn văn võ nhạc thực hành của ban nhạc Tòa Thánh. Thì bài trống kinh thiên á nó gồm có 4 lớp: lớp chài, lớp dựng, lớp trống cơm và lớp lên. Đây thì mình sẽ đánh như trong cái cuốn bản này cho anh em nào có bản thì mình lấy ra mình tham khảo, còn anh em nào chưa có thì mình photo mình viết ra ha. Thì đầu tiên mình sẽ đổ 3 lần, mỗi lần 3 hồi. Lớp chài cũng 3 lần, lớp dựng cũng 3 lần, lớp trống cơm cũng 3 lần, chỉ có lớp lên là 1 lần. Cái lớp chài cũng có người gọi là lớp đổ, và cái lớp cuối là cái lớp lên đó, có người gọi là lớp mồ côi. Thì sau đây mình sẽ đổ lần đầu, đổ rồi đánh lớp chài 1 lần, rồi đánh qua lớp dựng 1 lần, rồi qua lớp trống cơm 1 lần, rồi đánh lớp cuối là lớp lên 1 lần cho anh em mình tham khảo. Sau đó mình sẽ đánh hết trọn bài nghe thiên thiết giá, đánh cho hơi chậm cho anh em mình dễ tham khảo nhé. Anh em mình cũng thông cảm là đừng hỏi sao là mình đánh sao trước đánh khác, bây giờ đánh khác hay như thế nào. Thì đây là cuốn bản trên tay, mình sẽ đánh theo trong đây thôi, chỉ khác có cái là lớp trống cơm thôi. Nói cho cả nhà mình được dễ hiểu hơn là như khác với lớp trống cơm thôi. Đây sau này mình sẽ đánh mỗi cái một lớp một lần ha. Đầu tiên vô đó là mình gài vô, bắt đầu mình đổ là 3 chữ cà rụt, rồi mình mới đổ cà rụt cà rụt cà rụt ron ton 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 ton. Hai lần đầu á mình đổ 3 hồi á, mỗi lần vậy là 3 hồi là giống nhau, lần thứ hai cũng giống lần đầu. Nhưng mà cái lần thứ ba là cái hồi cuối cùng á là mình đổ giót, không có cà rôn nữa. Giờ các bạn có thông cảm nha, tại vì mình ở nhà không có trống cơm, bởi vì nhiều cái tới cái trống cơm mình sẽ đọc miệng. Vì có trống cơm mình đánh rồi mình đánh trống thì nữa gài vô không có kịp. Cả nhà cũng thông cảm giùm. Anh em tham khảo nha. Mình sẽ gài vô cái lớp chài một lần, rồi là gánh lần lớp chài mình qua lớp dựng, rồi lớp dựng qua lớp trống cơm, rồi lớp trống cơm mình sẽ dứt cái đánh cái lớp lên rồi dứt, rồi xong rồi mình sẽ hoàn thành lại cho cả nhà nghe ha. Bắt đầu gài lớp chài.
dùng 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 tịch dùng 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 các bạn nhớ dùng dùng tịch dùng 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 chữ tịch là cắt, cắt chữ tịch là nó ăn một lượt, chứ mà là dùng dùng tịch dùng 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 tịch nó cắt rụt lại. Dùng 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 tịch dùng dùng dùng. Thank you.
tịch dung dung dung. Xin cảm ơn.